Này nè, ngay đây nè, bao nhiêu ngàn gom anh bỏ cho anh chỉ nó qua lúa không có đâu, nó ở mương mà gặp nó ngày nào đi cũng gặp nó dưới mương. Mọi người giờ chuẩn bị kéo bầy gồng gồng ở dưới ruộng nè, mọi người cùng theo dõi nha. Lúa xanh rất là đẹp luôn nè mọi người. Đó, bầy gồng gồng ở chỗ đó đó mọi người, nó nhoi 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 đó. Ấp vô đó mọi người, dở lên đi họ kéo tiếp. Không hết bầy rồi, hết luôn, đợi tối kia rồi. Dở lên búng ra, búng ra. Cái bà nó dởm gì, dở xiết. Dính rất là nhiều luôn mọi người. Đó. Đó, rất là nhiều luôn. Đổ vô cái thao đi. Nước nước. Quá nhiều. Nước quá nhiều, nhảy ra hết. Sức phép được rồi. Đó. Rất là nhiều cá luôn nè. Dữ lắm á. Nhảy rất hài lộ. Ồ, ủa. Rồi ra nhiều lắm đó. Đâu rất chút xíu rồi. Mặt mặt. Cắt nước bớt đi, nhiều nước quá vậy. Đây là đây. Có chích không? Mày nhìn khô luôn nè. Rồi. Con bự bự không à? Mày ăn đắng chưa ta? Mày ăn chích đắng à? Đắng cái gì? Nè nè. Mất hết rồi. Không, mày nói ra còn ra nhiều. Đây kìa. Đây nè mọi người. Nguyên một thao luôn nè. Rất là nhiều luôn. Cái dài luôn. Cái lồng gồng này, cá lóc con nha mọi người. Đó. Không có. Có nhiều một lưới màu bao nhiêu đây nè. Giờ còn lại nữa kéo tiếp nha mọi người. Đó. Căng thẳng à. Dở lên. Đồ ngóc chân nó chặt luôn đó. Đó, dính thêm một túi nữa mọi người. Đồ quá trời tép luôn rồi. À, kéo tôm vô luôn. Kéo tôm đi. Kéo tôm vô luôn đi, sẵn kéo luôn. Đó. Mình thi ha. Sốc phi. Đóng luôn. Đi dục cá ha. Bắt cá. Quá trời. Tôm quá trời tôm. Còn nắng này là kéo luôn con cỏ tôm không nè. Nó nhảy ra kìa, rất là nhiều luôn nè. Đầy cá sặc nữa nè. Đó. Buộc cái lại cho bấy. Rồi. Gồng gồng cá lóc con nè mọi người.
Rất là nhiều luôn. Mọi người giờ kéo lồng gầm xong rồi giờ sẵn đường đi vô kéo tiếp nhọn luôn. Nó có bún mà. Nó có tép bún đó mọi người thấy không? Đó. Đi từ từ kéo trong luôn, giỡn lần luôn. Không ra đâu. Nó vô lần sau hết à. Ồ, nhiều lắm rồi nè, trong túi nhóc hết trơn rồi. Nhiều lắm đó, trong túi có nhóc hết trơn nè. Đó, kéo tiếp nhọn rồi mọi người. Xíu nữa dở lên mọi người xem nè. Hả? Ốp. Hả? Ốp dở lên. Cái này ốp gì? Điện nhiều lắm á. Đó, tiếp nhọn nè mọi người. Đó. Đúng rất là nhiều nè, đó. Kinh khí quá. Thấy không? Nhiều quá. Ồ, bị luôn kìa. Đó. Quá. Wow. Sao bữa đó nó kéo không dính ta lý nó dở. Này kéo gì dám vô nhắm. 40 kg lắm ạ. Đó. Dưới kéo hai mấy ký à? Ghi ngay bày. Quả đâu? Tép nó ở điệu chứ. Nó kéo làm sao? Lý nó bị dính dở rồi. Không im mà. Đó. Kéo con Phúc là một bị tép luôn rồi mọi người. Trời. Đủ có 4-5 kg rồi đó. Nhưng không kêu kéo không dở ơi. Đây nè. Kéo cái là một bị một thùng tép luôn nè mọi người thấy không? Tép nhọn nè, rất là nhiều nè. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Chiếm lợi phẩm nè. Tép chứ cái lồng gồng nè. Tiếp tục kéo con lưới nữa mọi người. Thôi mình tắt tới vô trong giỏng giả lên thì mình quay cho mọi người xem nha. Rồi chuẩn bị giả con lưới tiếp theo nữa mọi người. À, kéo ở ngoài ruộng nè mọi người, lúa mới xạ xanh nè, mọi người thấy đẹp không? Giờ thêm lưới nữa nghỉ nha mọi người. Rất là nhiều rồi. Ồ, rất là nhiều luôn nè. Ồ, có đống luôn. Bị găng băng bị nãy à. Nó còn gì đâu, đựng sách. Sách lên bờ luôn đi á. Một lưới đi. Xách bờ luôn đi.
Thu không có dữ. Nhổ để ra chia cho đằng đóng. Trồng hả? Trồng. Trồng không làm lúa hả? Đó, thêm một bị nữa mọi người, một thùng dưới kia phao cá lồng gọc luôn nè. Kéo ba lưới là bốn lưới là rất là chịu luôn mọi người. Cá lồng gọc rồi tôm lấy chùi nhỏ không đấy, nhỏ cua không tống. Tối luôn đi lụm ra. Đó, cái là nhiều cá lồng gầm này. Con bự 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 thôi mọi người. Đó. Trời, mỗi đứa chạp không bỏ, mỗi người sắp phan nữa.